Chào mừng mọi người đến với Popcorn Channel. Thì đây là chuyên mục mới, mình sẽ kể về các trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của mình nha mọi người. Thì đây là câu chuyện đầu tiên về vấn đề quát lông mọi người. Thì mình sẽ kể về các bạn cho các bạn nghe cái trải nghiệm lần đầu quát lông của mình nhé. Thì ở đây thì mình không quảng cáo nha mọi người, thì hiện tại mình mua wax ở Leon Pin này nè mọi người, Leon Waxin này nè mọi người, ở trên Shopee có nha mọi người. Thì loại này là mình mua loại màu trắng, loại dẻo thì nó không có cái gì mà nhựa cây mọi người nên nó khá là dẻo mọi người. Nhưng mà mình sẽ nói về vấn đề wax này sau nha. Thì hiện nay mình mua thêm que, mình mua thêm mỡ trăng và cái dung dịch làm sạch nè mọi người. Thì mình mua tổng cộng chừng này nè mọi người, hết tổng cộng 100 mấy thôi, thì dùng cũng khá là lâu á mọi người. Thì bây giờ mình sẽ kể về từ trên xuống dưới trước nha mọi người. Thì đợt đó là mình có wax lần đầu tiên mình dùng cái wax nóng nè mọi người, là mình không có cái loại cái nồi đun đó mọi người. Mình cũng muốn mua đó, nhưng mà tại vì mình suy nghĩ là tại vì mình đang ở quê á mọi người, mình không ở Sài Gòn nên mình không mua làm gì cả. Thì mình sẽ dùng mà đun cách thủy thì cũng khó khăn lắm mọi người. Kiểu mình cũng chật vật cả mấy chục phút mình mới làm được ra một cái chén wax mọi người. Mà nó bị còn bị nhiều quá nữa, chứ mình nghĩ là nó sẽ ít lắm. Nhưng mà không, lúc mà mình đổ lên nó nhiều lắm mọi người. Mình dùng dư thì mình có thể kiểu mình giữ cái sát đó, lần sau mình xài nữa mọi người. Thì mình sẽ về quét mũi với nha mọi người. Thì mình sẽ dùng cái để cái cây nhỏ này, không mình có cây nhỏ như này mọi người, mình ngồi lấy cuốn sáp á, sáp ấm nóng á mọi người, mình chọc cho mũi này nha mọi người. Nhưng mà lúc mà các bạn quét mũi á thì các bạn chỉ chịu sơ sơ ở ngoài thôi nha, đừng có sâu quá, tại vì không phải là không đau nhưng mà nó làm vậy nó sẽ kiểu nó giảm bớt cái chặn vi khuẩn mọi người. Tại bị lông mũi là để chặn bớt cái bụi bẩn ở ngoài nữa, vô sâu bên trong mà mọi người. Thì đấy, ôi xin lỗi mọi người, điện thoại mình hết pin ấy. Thì đấy, mình sẽ quét ngoài thôi, kiểu cho kiểu thẩm mỹ ấy, mọi người, là thiên về thẩm mỹ ấy. Thì ngồi mình chọc vô quét, lúc đó mình cũng sợ lắm mọi người ạ. Ngồi mình cứ run xong rồi mình quyết định luôn, mình giật cái bẹt một phát. Thì nó kiểu nó hơi tê, nó không có đau, nó cứ kiểu gì ấy. Mình cứ lúc mà mình giật ra mình, ủa nó ra chưa ta, mình giật ra rồi xong rồi mình nhìn nó ra rồi mọi người, nó kiểu nó phê, nó không có đau như mọi người nghĩ mọi người. Nó kiểu nó cứ tê tê, nó sướng mọi người, nó hơi nhức một xíu thôi ấy. Thì đó là về vấn đề quát mũi của mình nha. Còn về phần quát ria mọi người, thì hồi nãy mình có quát này nên nó có hơi chảy máu xíu mọi người thông cảm, tại vì chỗ này là có cục mụn mọi người nên mình cũng quát nên nó bay cái sừng á, nên nó hơi chảy máu, mình nặng luôn nên hơi chảy máu đấy. Thì mình quét đây nè mọi người, lúc đó là lần đầu mình làm nên mình sợ ấy mọi người, mình kiểu mình quét lên xong rồi mình giật á mọi người, nó cứ kiểu sao ta, nó cứ kiểu đau á mọi người, tại vì mình sợ nên mình giật rất nhẹ mọi người, mình cứ đẩy vậy nè. Nhưng mà thực sự là nếu mà các bạn muốn bớt đau á mọi người, các bạn cầm các bạn giật thẳng vậy một quát nè mọi người, đấy là nó sẽ kiểu nó kiểu hơi nhức hơi tê thôi, chứ nó không có đau như các bạn giật chậm thôi nha. Thì đó là trải nghiệm của mình, các bạn giật thật mạnh nha mọi người. Đấy, thì đợt đó kiểu sợ mọi người, mình quét lên nó nóng xong rồi mình cứ giật chậm nha mọi người, xong rồi thật đau đấy. Xong rồi đó là phần kia của mình nha. Còn về phần nách ấy thì phần nách ấy thì mình kiểu cũng gần 20 tuổi nhưng mà phần nách mình ít lắm mọi người, nên mình chưa trải nghiệm về phần quét nách. Nhưng mà cái phần lông dưới ấy, mọi người, không phải lông chân nha mọi người đấy. Thì đợt đó là kiểu về mấy cái lông khác của mọi người mình không biết tại sao nó mỏng nha mọi người, nhưng mà cái phần lông dưới ấy, mọi người, nó kiểu của mình nó dày ấy mọi người, với lại cái lỗ chân lông mọi người, cái chân lông nó to mọi người, nó thô, nó đau lắm. Xong rồi mình đó này là cũng kiểu lông của mình cũng hơi dài, thì mình kiểu mình phải cắt bớt đi, nhưng mà nó cũng vẫn còn nhiều mọi người. Xong rồi mình cũng đun ép mà nè mọi người. Xong rồi đó là kiểu trải nghiệm đáng nhớ lắm luôn, rất là đau nha mọi người. Thì mình cầm quét, xong rồi mình kiểu mình sợ mọi người, tại vì lỗ cái chân lông
nó dày á mọi người, với lại mình kiểu mình tự làm mà mọi người, mình đâu có đi tiệm đâu, cũng là lần đầu tiên mình tự tự làm tự dùng quá, là mình tự làm hết luôn á. Mình ngồi mình quệt, không mình kiểu lúc quệt là đã đau rồi á mọi người, xong rồi lúc giật lên nó kiểu đau lắm mọi người, mình không dám giật lên nhanh, mình cứ giật chậm chậm nè mọi người. Nói chung là rất là đau cho mọi người ơi, đau lắm mọi người. Nếu mà mọi người muốn quát vùng dưới mọi người, mình khuyên mọi người nên ra spa, chứ mình mọi người đừng có như mình nha mọi người, nó đau lắm. Tại vì mình làm không quen mọi người, mình cứ kiểu mình đẩy chậm vậy nè là đã đau rồi. Đây mình sẽ miêu tả nha, mình đẩy chậm vậy nè là nó đã đau rồi, mong sau mình cứ kiểu nó dính đấy mọi người, nó dính nguyên một cục tạng 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 vậy nè mọi người. Mình cứ kiểu chết mình rồi, mình chơi ngu rồi, xong rồi mình cũng mình phải nhẹ thôi mọi người, nhẹ nhẹ đau quá mình không dám giật mạnh. Nói chung là nguyên cái bút này là mình chưa giật mạnh kỹ nào cả, tại vì nó đau lắm. Nhưng mà sau tầm khoảng 30 phút 40 phút kiểu kia kiểu khó khăn ấy mọi người, mình cũng vượt qua, mình cũng quát được hết cái vùng này rồi, trời mình tự hào quá. Thì đợt đó là cũng tại vì lỗ chân lông mình to, với gót chân nó kiểu bị dày á mọi người, nên có chảy máu, nhưng mà hên là chỉ ít thôi. Nhưng mà vì vậy mình khuyên mọi người ấy là nếu mà các bạn muốn quát vùng này thì mọi người nên đi tiệm nha, chứ đừng có quát nha mọi người, đau lắm. Còn về cái vấn đề này nè mọi người, đây là quát kiểu mình mua, là mình mua quát quát này quát trong, quát dẻo á mọi người. Thì em này lúc đun lên thì nó chỉ hơi đục đục thôi, đa số là trong á. Thì mình khuyên các bạn đừng nên mua loại này, các bạn nên mua loại kiểu cơ bản luôn á mọi người, nên kiểu nó sẽ cứng hơn, nó sẽ dễ khô hơn loại này. Lúc mà các bạn kiểu lên da mọi người phải ít nó cho nó khô khô. Loại này thì khô khá lâu, nhưng mà đun chảy thì cũng mình thấy cũng nhanh đấy mọi người, thì khô khá lâu, là dễ với lại là dính lắm mọi người, mà siêu dính luôn. Kiểu này chỉ cần vây ra một xíu thôi là nó kiểu loại này là dễ dễ sao ta dễ dễ đóng lại lắm, với lại kiểu ta dẹo lắm, tại vì giật nó cứ kiểu nó khó đông á mọi người đấy. Nên mà mọi người nếu mà mọi người mua, các bạn cứ mua loại bình thường thôi mà cho da nhạy cảm là được nha mọi người. Đấy là kinh nghiệm của mình. Nhưng mà về cái vấn đề quét râu á, quét ria này nè mọi người, thì hồi xưa các bạn biết mình, các bạn coi TikTok của mình á, thì các bạn biết mình dùng bằng quát kiểu quát vàng á mọi người, thì cái đó nó đau hơn nhiều nha mọi người, đau hơn nhiều là do này. Các bạn biết tại sao không? Tại vì lúc mà đun những này nó nóng lên rồi mọi người, xong rồi các bạn quét lên da là kỹ lỗ chân lông là cũng kiểu nở ra một phần xíu xíu rồi ấy, xong rồi các bạn giật ra nó sẽ bớt đau hơn hẳn so với cái kia nha mọi người. Thì nếu mà mua thì các bạn cũng nên mua thêm hai loại này mở chăng với cái này nữa, cái này để xịt lông, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng hỗ trợ một phần nào đó thôi. Còn này thì làm sạch thì các bạn phải cần thiết rồi, rất cần thiết nha mọi người. Đấy thì video về vấn đề quét lông của mình đến đây thôi mọi người, thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Nếu mà các bạn nào mà kiểu muốn ủng hộ hơn nữa thì các bạn có thể qua TikTok của mình để ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người. Chúc mọi người có video vui vẻ và một ngày vui vẻ nhé. Bye bye.